Vâng, và hello, xin chào mọi người đã đến với channel của mình là Kaki. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm gì? Hôm nay chúng ta sẽ làm tập thử chiến trong series One Fruit Simulator. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Intro. Thì hôm nay chúng ta sẽ làm gì? Hôm nay chúng ta sẽ đi lấy hạt kỳ V2 nha mọi người. Và mình cũng hướng dẫn anh em luôn. Và cả bản thân mình nữa đó, mình cũng mới biết thôi. Thì mình mới lùng ở trang wiki hoặc ở trang mấy cái video của mấy ông nước ngoài làm ấy, thì mình thấy cách để mà lấy Haki V2 khá là đơn giản anh em. Thì hiện tại đang có một thanh niên đang cầm trái vampire và vã vào mặt cái con Seabit này. Ôi ôi, mà nói thiệt con Seabit này cũng như đang gãi ngứa con Seabit vậy. Nhìn đi, nhìn cái lượng đam nó gây ra đi, trời ơi nó thấp. Công nhận là trái vampire đánh to thiệt anh em. Chắc lần tới mình sẽ kiếm một trái về mình ăn thử ra nè anh em. Thì cái việc đầu tiên mình với anh em cần làm đó chính là đi qua đây nhé. Thì đi chui vô lại cái hang này á, và nói chuyện với cái con này. Với lại hiện tại mình đã biết hết tất cả các nơi có chứa bánh răng rồi đấy. Hiện tại bây giờ mình sẽ nhận nhiệm vụ nha anh em. Ok, bấm lần nữa nè. Nhưng mà nó lại ghi là maximum, anh em cứ kệ cái maximum đi, anh em vẫn làm được nhiệm vụ lấy hai cây V2 nhá. Ok, sau khi anh em nhận xong nhiệm vụ ấy thì đi ra sau này cho mình nhá. Ở đây cũng có một cái bánh răng nha. Mình tính đi theo thứ tự là từ đảo Tân Binh cho đến những cái đảo khác cơ, nhưng mà bây giờ mình đi cái này qua chóng tiện luôn. Ok, thì ở đây có một cái bánh răng nha mọi người. Lấy cái bánh răng này, nếu nó hiện màu xanh lá cây thì rõ ràng là bạn đã thành công trong cái việc nhận được nhiệm vụ nha. Còn nếu nó hiện màu trắng thì rõ ràng là không thành công. Ok, chúng ta sẽ đi đến đảo Tân Binh nha mọi người, let's go. Rồi sau đó anh em đi thẳng vào cái hang cho mình nha. Đây, tới nơi, hang này. Đi vào đây nha, và anh em quẹo qua cho mình. Đây, trên này đây. Vô đây nha, và lấy cái này. Đấy, hiện màu xanh lá cây nè. Ok, địa điểm tiếp theo nè, let's go. Ok, thì bây giờ anh em hãy đi đến cái đảo Bích Ghi cho mình nha. Thì đây là cái nơi mà có cái bánh răng thứ ba nha anh em. Ok, và đi ra đằng sau này cho mình. Anh em thấy cái nhà màu xanh lá cây có cái mái màu xanh lá cây nào không? Anh em đi vào cho mình nha. Ok, đi ra sau và đi thẳng vào đây. Vô, trời đất. Thì ở đây có một con bách ẩn nè. Ok, lấy cái bánh răng thứ ba nha. Ok, và chúng ta đi ra. Và sau đó đảo tiếp theo đảo nào ta? Từ từ để mình coi lại cái. Nó nằm ngay chỗ cái đổi màu Haki anh em. Ok, tới đó nha. Thì nó nằm ngay cái đảo mà đảo Liar Island nha anh em. Đây là đảo của Usopp nha. Khi anh em tới đây thì anh em đi quẹo qua đây cho mình. Đi quẹo qua đây. Đây, đây là cái bánh răng thứ 4 nha anh em. Ok, bây giờ mình sẽ đi đến cái đảo tiếp theo nào. Let's go. Mình tới đây mình thấy có một bạn đang pha mình tới quất cái chiều xe cái chết luôn anh em. Ok, thì cái đảo tiếp theo của chúng ta chính là nhà hàng trên biển Barathi nha anh em. Bây giờ thì anh em nhảy hết lên trên nóc nhà cho mình. Ok, đây nha. Thì đây ngay chỗ ống khói này có một cái bánh răng này. Ok, lấy nào. Cái này là bánh răng thứ 5 nha anh em. Ok, đi đến địa điểm tiếp theo nào. Let's go. Ok, cái đảo tiếp theo của chúng ta sẽ là đảo A Long nha mọi người. Đây là có một cái chỗ có chứa cái bánh răng. Mà mình nói thiệt luôn á, cái chỗ này mình chưa bao giờ mình tới bao giờ trong đời luôn á. Thiệt. Đây, nó nằm ngay chỗ này nha mọi người. Đây, anh em đi vô đây cho mình. Đó, nghe không? Anh em đi vô đây cho mình. Đây, cái ngay cái chỗ này luôn nè. Nguyên có cái lỗ ở đây không? Này, anh em đi vô. Rồi anh em bấm vào cái này cho mình. Rồi xong. Đây là cái bánh răng cuối cùng luôn anh em. Ok, thì bây giờ anh em đã đủ bánh răng rồi thì hãy quay về lại cái đảo Hải Quân cho mình. Ok, và đi đến cái chỗ cái con bé bán Haki nha anh em. Và sau đó trả nhiệm vụ thì nó sẽ giao cho mình một cái nhiệm vụ tiếp theo nha. Đây, bấm vô con này nha. Đây, xong rồi anh em. Đấy, bấm cái nữa coi. Anh em ơi, anh em biết nó bảo mình đi đánh con gì không? Một con xe biết anh em. Mà con đó đánh 60 mấy triệu máu như cái con màu hồng mà mình thấy cái thanh niên cầm trái vam đánh ấy. Trời ơi, hay là mình đánh con bò ta. Con bò thì nó dễ hơn chút. Thôi xong rồi anh em ơi, khó rồi. Nữa thanh niên này làm gì vậy trời. Bó tay chịu thua thì chứ rước cũng giết tụi cho được cái. Trời ơi, bây giờ mình sẽ cố AFK trong cái server để mình đi giết nó. Thì mình đứng chập thì không sẽ biết số hẹn rồi, không biết mình có đánh được nó không nữa. Ok, mình sẽ cố đánh nha anh em, sẽ cố gai cho đủ đam đó. Ui giờ nguyên cái phần thân dưới quẳng nè, chết cha rồi, quen bật cái chiêu đó. Lỗi vải nồi ra. Đó, quất cái chi này vô. Trời ơi, sao nó cứ bị lẩu lẩu sao sao ta. Mình bắn một đường nó đi một nẻo rồi chứ. Vãi nậu thì chứ. Bật cái này lên, quất luôn. Đó, combo vô. Con này chắc mình đánh cỡ 6 triệu đam là cùng anh em.
6,5 triệu đam hoặc 7 triệu đam gì đấy, tầm đó. Tầm đó thì ăn được nó 2 triệu đam rồi nè. Trời ơi, sao bắn đi đâu vậy? Sao cái bắn nó thương phía sau rồi? Game này nó lỗi bên nào, nó lỗi hitbox ấy. Ok, có một bạn mô tới đánh giùm nè anh em. Ui ôi, gây đam khá là đau nha. Ui ôi. Đó, mình cứ tới, mình cứ đứng đây mình bắn nè, đó 10 triệu đam rồi anh em. Ông bắn đi, ông làm gì vậy trời? Ông này ông sợ chết cái răng á, bật haki quan sát lên, bắt tử luôn. Khi giết nó xong anh em phải về lại cái chỗ cái con bán haki để mà trả nhiệm vụ nha anh em. Thì nó bảo mình lấy cái energy code anh em. Đây, cái cục này đây. Đó rồi. Bấm vào đây nha. Đây, đây là cái thứ mà cái con bán nó đó cần nha anh em. Ok, bây giờ mình sẽ quay về lại đảo Hải Quân để mà trả nhiệm vụ nha anh em. Úi rồi, quá dễ luôn. Mình đánh con nó vẫn được ngay, nhưng mà quan trọng là thời gian thôi, hiểu không? Ok, sau nữa anh em. Bây giờ mình sẽ nhận nhiệm vụ tiếp theo nha mọi người. Ok, thì bây giờ nó bảo mình qua C2 nha anh em, và đánh một con boss bên cái đảo Alabasta. Ok, chúng ta sẽ tới đó thôi, let's go. Cái gì mới vô mà thấy trái su kèn nằm ngay chém chẹn ở đây luôn, phải nào thì chứ. Ok, thì cái đảo Alabasta nằm ở đâu ta, để mình coi thử anh em. Nếu nó là Alabasta thì chắc chắn nó là đảo sa mạc rồi, desert nha. Đó, ok, tới đây nha. Cái đảo này nhìn cũng đẹp phết anh em. Ô, vãi. Nhìn khá giống trong phim ha. Ok, thì cái con boss bí ẩn này nó sẽ nằm ngay chỗ cái vách đá chỗ này nha mọi người. Đây. Thì cái nhiệm vụ lần này nó giao cho mình là đi đánh một con boss bí ẩn nha anh em. Đây, một con boss ẩn anh em. Thì con boss này nó sẽ có máu là 5 triệu. Ok, bây giờ mình giết nó thôi anh em. Bật haki lại nào. Đó, hiện tại haki của mình có màu màu gì đây? Màu Siren là màu gì ta? Mình cũng không biết nữa anh em. Ok. Bật cái chân lửa lên cái. Đó, tung hết toàn bộ tất cả gì mình có vô cái mặt nó. Thì hiện tại mình không hiểu vì răng mình không vào được cái web Roblox anh em ơi. Thành ra mình đang xài app đây. Nó bị một cái lỗi gì ấy, mình cũng không biết nữa anh em. Nó hiện một cái chữ gì available gì đấy mình cũng không biết nữa. Nói chung là mình không vào được cái web của nó anh em. Nó bị lỗi tùm lum la vậy luôn. Rồi mình còn nghe được thông tin là Roblox nó bị shut down anh em. Vãi nào thì chứ. Mình không hiểu sớt đau kiểu gì mà mình vẫn vào app và chơi được cái game này, hay thiệt. Chết đi con. Mình không biết cái con khỉ này nó rớt cái gì không ta. Đây là phải con khỉ đâu anh em. Nó là một người mặc giáp mà. Bạn nào nhìn từ xa mình cứ tưởng đây là con khỉ rồi. Ok, nó còn có chịu máu nè. Chết nhanh nào. Đó, tung hết chiều ra đập luôn. Đó. Xoáy súng phải gọi là xoáy đã à thôi. Công nhận cái khẩu súng này bắn phê quá anh em ơi. Ok, mình đã có được cái gì đây? Cái ba nốt gì đó là một cuốn sách anh em. Ok, thì sau khi anh em đã có được cái cuốn sách này thì quay về lại C1 cho mình nha anh em. Sau khi anh em về lại C1 ấy, thì hãy đến với đảo Hải Quân nha anh em. Ok. Và đi đến cái chỗ cái con bé nó và trả nhiệm vụ nha anh em. Thì trước tiên mình làm việc này mình sẽ test đam trước anh em. Kiếm súng hay trái quỷ ta. Thôi chắc mình chơi Bloodlust Sanji mình test luôn anh em. Ok, một đấm hiện tại là 2400 đam nha anh em. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển qua thành haki vũ trang V2 nha anh em. Ok, let's go. Đây, thì cái giá phải trả cho nó là 3,5 triệu belly nha anh em. Thì anh em mới học được cái V2 của nó. Ok, bấm nào. Ôi yeah, bây giờ đã có V2 rồi anh em. Tắt cái này đi và bật lại nha. Bật lại.
Ui rồi, đây là V2 sao? Wow, đẹp vậy thôi. Cộng thêm cái màu mà mình thích nữa anh em. Ok, bây giờ mình test thử là bao nhiêu đam nha anh em. 3.100. Hồi nãy là 2.400 phải không? Lên thành 3.100. Wow, mạnh nha. Coi nè bao nhiêu. Đá xoáy cái chất luôn. Ok, bây giờ mình sẽ bật chân lửa lại, nó cũng có tăng đam nữa ấy. Ui, 4.000 đam luôn, wow. Thì đây là những gì có trong clip hôm nay. Thì mình vừa hướng dẫn cho anh em, vừa hướng dẫn cho bản thân cách lấy Haki V2 luôn. Ok, thì video tới đây cũng đã khá là dài, mình sẽ kết thúc video tại đây nha mọi người. Ok, thì nếu anh em nào thấy thích video này, hãy cho một like, share, đăng ký và nhấp vào cái chuông để không bỏ lỡ một video nào trong tương lai nha anh em. Ok, và hẹn anh em ở video tiếp theo của mình. Bye bye.